của anh em ekip bên nghệ sĩ của Kim Trung Con với dạ, con của chú mấy bạn được vừa mình rồi để tiếp nữa đem lấy bỏ tới bên đây. Nay con đến bên ngài và con thân thưa với ngài. À bên hội đồng hương ở dưới Cà Mau á, gửi lên cho mình 1 tấn rưỡi rau củ nữa. Đưa bên đây luôn đi. Đợt này là cho tới 1.000 phần lận. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay. Với chú vào đây tình yêu hiến trao mọi người. Ở đây có mấy chỗ dằn dây mà mình không biết nè. Ở đây hai thì ở ngoài đây hai căn dằn dây mà mình không biết nè, ấy ra đây luôn đi. Rồi rồi chờ con tí. Không chờ chờ con tí. Này con đi trước này đi lúc nè. Như này chung nó bay, chung luôn. Rồi. Thôi. Ngày mai có rau củ nữa vậy. Mấy mạnh thường quân ở nước ngoài với lại mấy nghệ sĩ Kim Sông Loan đó rồi gửi tặng dạ ok. Con đây Chúa ơi, xin ngài hãy sai con đi. Này, mời nha. Sai con đi, đi làm chứng nhân cho ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp vào đây tình yêu hiến cho
cho người khắp nơi. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay, Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời. Cảm ơn nha. Chị ơi, cho em gửi phần. Cái này là bên ekip của nghệ sĩ Kim Song Loan với mấy anh em bên mạnh thường quân của mấy đứa con của Chúa. Dạ. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn nhiều. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay, Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời, để muôn dân.